Kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai thân gửi lời chào đến quý hữu thính trong năm mới 2022. Những điều tốt đẹp nhất, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay em Nga xin gửi đến quý anh chị cái sản phẩm lô rẫy 2 hecta có đuôi 100 m thuộc xã của huyện Chư Sê. Ôm với cái mương nước như thế này quý anh chị nhé. Mời quý anh chị đi thực tiến vào cái lô rẫy ạ. Ở đây điện ba pha kéo xuống dưới tới nơi. Ống đã chôn khắp vườn quý anh chị. Đây. Đây là nơi đặt đặt máy này. Ống chôn đây. Lên hết vườn. Nguồn nước ở đây là mênh mông. Và sau đây em Nga sẽ đưa quý anh chị quay trở lại với mặt tiền của lô rẫy ạ. Nga đang đứng tại ngã ba, ngay đầu vô lô rẫy quý anh chị, hai mặt đường như thế này. Ở phía bên trái là đường bên hông của cái lô rẫy nha. Và đây là cái đường đi thông thông những cái lô khác, đường đi chung. Trên bìa là quý anh chị, tổng diện tích của chúng ta ở đây 2 hecta, gồm có 150 cây sầu riêng năm thứ 2, năm thứ 3, 150 cây sầu riêng năm thứ 3, có 2.000 cây cà phê xen với 400 cây nhãn. Chúng ta đi tiếp tục hết cái con đường này thì tới cái lô gốc mặt tiền lô gốc bên phải của cái lô rẫy ạ. Em Nga đang đứng cái mặt tiền gốc lô 2 phía bên hông của cái lô rẫy quý anh chị. Đây, phía đây là ngoài mặt tiền đường ngoài này. Từ đây mà đi ra ngoài tới cái lô gốc đầu tiên của cái lô rẫy thì tới cái vị trí này. Đây là cái phía cánh phải của lô rẫy quý anh chị. Cũng hai mặt tiền đường như thế này. Đó. Và em sẽ dẫn quý anh chị đi tới sát tới cái lô rẫy. Đến cuối lô rẫy luôn quý anh chị nhé. Phía bên đây, sầu riêng xen đều với cà phê vẫn còn đây ạ. Lô rẫy của chúng ta có ranh giới hàng rào thép gai khắp bốn phía rồi. Từ vị trí của lô rẫy ra tới quốc lộ 14A đi khoảng hết 10 km, và đi lên thành phố, sân bay thành phố Pleiku khoảng hết 30 km, đi về thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk khoảng 160 km ạ. Ở đây tưới bằng mương nước quý anh chị nhé, điện ba pha tưới bằng mương nước ạ. Theo đường dây điện phía trên cái lô rẫy đây, đi dọc xuống dưới mương nước các quý anh chị. Trên cái lô rẫy của chúng ta là ống nơi đây cách trường chợ trạm của xã trong vòng khoảng 3 km đổ lại, và đi đường nhựa cho đến khoảng 2 km đường đất cấp phối thì vô tới rẫy quý anh chị. Tổng diện tích 2 hecta gia chủ sang nhường cho quý anh chị với giá là 1 tỷ 400 triệu. Quý bao sang tên bị đỏ cho quý anh chị, và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng ạ. 400 cây nhãn ở năm thứ 2, năm thứ 3. Đây. Nhãn Hương Chi. Ở đây đất đang bằng phẳng như một cái sân bóng quý anh chị nhé. Ở phía cuối lô rẫy này là có cái view cánh đồng ruộng lúa này. Phía bên là vẫn là cái lô rẫy của chúng ta.
Lô rễ của chúng ta có hình chữ L và đuôi của cái chữ L này là ôm 100m đường mương và cánh đồng, view cánh đồng ruộng lúa của anh chị. Cái lô rễ hàng cây cà phê bên phải đây thuộc lô rễ của chúng ta, là cái đuôi của chữ L của anh chị nhé. Em Nga xin nhắc lại cho quý anh chị rõ hơn là tổng diện tích 2 hecta gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 1.400.000.000, bao sang tên bìa đỏ, và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng ạ. Tổng diện tích 2 hecta có 2.000 cây cà phê, 150 cây sầu riêng năm thứ 3 và có 400 cây nhãn hương chi năm thứ 2, năm thứ 3. Quỳnh chị quan tâm đến cái lô rẫy này thì xin liên hệ đến kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình, và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất quý anh chị nhé.